Chào mừng các bạn đến với Thư viện Lab, ngành lập trình, cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên. Chào các bạn. Trong chuyên đề Công nghệ .NET, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn công nghệ Entity Framework. Thông qua bài toán cập nhật chủ đề sách, chúng ta cùng xem phần minh họa bài toán cập nhật chủ đề thông qua màn hình danh mục chủ đề sách. Thì trong màn hình này có các chức năng. Thứ nhất là chức năng đọc chủ đề, cho phép chúng ta đọc các cái chủ đề từ cơ sở liệu và hiển thị lên trên một cái lưới grid view chứa các chủ đề. Thì thông qua grid view này, người dùng có thể xem và chọn một cái chủ đề muốn làm việc. Ví dụ như đây là tôi chọn chủ đề khoa học kỹ thuật. Thì thông tin của chủ đề được chọn sẽ hiển thị bên phần bên phải của chúng ta. Đây là phần hồ sơ chi tiết của chủ đề. Phần này mục đích vừa cho người dùng xem và có thể cập nhật, cụ thể là có thể thay đổi tên chủ đề. Sau đó người dùng có thể lưu lại hoặc không lưu lại. Hoặc là người dùng cũng có thể sử dụng các nút di chuyển ở đây để di chuyển về sau chủ đề sau đó, hoặc là chủ đề trước đó, hoặc là chủ đề cuối cùng nếu chúng ta có nhiều chủ đề, hoặc chủ đề đầu tiên. Ngoài ra trên màn hình sẽ hỗ trợ thêm các chức năng như là thêm, dùng để thêm mới một chủ đề. Ví dụ như đây tôi nhập vô một cái chủ đề thể thao. Thì tôi chọn chức năng ghi. Thì cái chủ đề mới sẽ được thêm vào. Còn nếu mà khi tôi chọn chức năng thêm, tôi thêm một cái chủ đề mới nhưng mà tôi không muốn ghi, thì tôi có thể chọn chức năng là không. Và chức năng cuối cùng là chức năng xóa, dùng để xóa một chủ đề mà người dùng còn xóa. Ví dụ như đây tôi xóa cái chủ đề thể thao, thì chủ đề này sẽ được xóa ra khỏi tập hợp danh sách các chủ đề. Đây là các cái chức năng chính trong bài toán cập nhật chủ đề. Nội dung của buổi giới thiệu. Thứ nhất là các kỹ thuật và môi trường sử dụng để giải quyết bài toán. Hai là giới thiệu mục tiêu của bài toán. Ba là tóm tắt các bước thực hiện để giải quyết bài toán. Bốn là phần minh họa cài đặt các xử lý. Trong phần 1, giới thiệu về các kỹ thuật và môi trường sử dụng để giải quyết bài toán. Thì trong bài toán này, tôi sử dụng môi trường Visual Studio 2012, bên cạnh là kết hợp với SQL Server 2012. Thứ hai là tôi sử dụng công nghệ Entity Framework để làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 và sử dụng truy vấn liên quy to entity để truy vấn dữ liệu. Trong nội dung thứ hai, mục tiêu của bài toán. Thì mục tiêu của bài toán là chủ yếu giới thiệu các kỹ thuật về entity framework và liên quy to entity. Thì trong bài toán này thì chúng ta sẽ thực hiện các bước. Bước thứ nhất là sử dụng Entity Framework và Linkway to Entity để đọc dữ liệu từ một table được tổ chức sẵn trong cơ sở dữ liệu là table chủ đề, sau đó lưu vào một đối tượng Generic Connection. Bước thứ hai là thông qua đối tượng Generic Connection, chúng ta sẽ xuất các cái chủ đề ra lưới một grid view. Bước thứ ba là cho phép người dùng thực hiện các thao tác cập nhật như là thêm một chủ đề mới, chỉnh sửa một chủ đề, hoặc là xóa một chủ đề
sau đó cập nhật các thông tin thay đổi về cơ sở dữ liệu. Đó là nội dung của bài toán. Nội dung thứ ba là tóm tắt các bước thực hiện. Thì để thực hiện giải quyết bài toán cập nhật chủ đề sách thì chúng ta sẽ thực hiện bước thứ nhất là thiết kế màn hình giống như phần minh họa vừa rồi của tôi. Thì ở đây bên trái của chúng ta đó là một điều khiển data grid view để chứa tập hợp các cái chủ đề được đọc từ cơ sở dữ liệu. Bên phải của chúng ta sẽ là một phần gọi là hồ sơ chi tiết của chủ đề, bao gồm các cái thông tin trong chủ đề, gồm có mã chủ đề, tên chủ đề. Thì đây là các điều khiển checkbox và các cái nút lệnh cho phép di chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác. Và các nút lệnh chức năng như là đọc chủ đề, thêm mới chủ đề, ghi chủ đề và không ghi. Và chức năng cuối là chức năng xóa chủ đề. Bước thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện viết code xử lý cho màn hình. Thì trong màn hình gồm có các biến cố xử lý, click cho các nút lệnh là đọc chủ đề, thêm chủ đề, ghi, không ghi và xóa chủ đề. Và đặc biệt là biến cố click của Data Grid View. Khi người dùng chọn một chủ đề bên lưới Data Grid View thì thông tin của chủ đề đó sẽ hiển thị bên phần bên phải là hồ sơ chủ đề. Nội dung cuối cùng là phần minh họa xuất của bài toán. Trước tôi sẽ giới thiệu các bạn về phần cơ sở. Thì ở đây tôi sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server 2012. Và trong bài toán này tôi sẽ tổ chức một database có tên là quản lý sách. Và trong này có các cái table. Thì các bạn chỉ quan tâm đến cái table chủ đề. Thì table chủ đề là một cái table được tổ chức có hai column. Column thứ nhất là mã chủ đề. Column thứ hai là tên chủ đề. Và trong phần dữ liệu thì tôi đã nhập sẵn trước ở đây là 26 chủ đề. Và trong bài toán này thì tôi sẽ thực hiện đọc các chủ đề từ bảng chủ đề này lên và cho phép chỉnh sửa, thêm, xóa, sau đó cập nhật thông tin về lại bảng chủ đề này. Trong phần tôi sử dụng công nghệ IT Framework để làm việc với cơ sở dữ liệu. Do đó, đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái mô hình đối tượng ánh sáng cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ mà chúng ta cần làm việc. Cụ thể đây là cơ sở dữ liệu quản lý bán sách. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo trước cái mô hình đối tượng bằng cách là add new item. Sau đó các bạn sẽ chọn là add.net entity data model. Thì chúng ta sẽ tiến hành đặt tên. Thì đây tôi đặt tên là quản lý bán sách. Phần còn lại chúng ta sẽ thực hiện việc kết nối đến cơ sở dữ liệu cần làm việc và chọn cơ sở dữ liệu. Thì đây chúng ta sẽ chọn mới một cái connection. Thì do ở đây tôi sử dụng SQL Server 2012 và tên máy của tôi là phòng máy 32-08. Thì đây tôi chọn cái server name. Là phòng máy 32-08 SQL Server 2012. Và tôi sẽ chọn cơ sở liệu còn làm việc, đó là quản lý bán sách. Thì các bạn test thì thấy là thành công. Ok. Thì sau khi các bạn ok
Thì ở đây bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn các table để ánh xạ các cái table từ mô hình dữ liệu quan hệ SQL Server để ánh xạ sang cái mô hình đối tượng. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn các cái đối tượng table ha. Các bạn có thể chọn hết hoặc là chọn một cái table nào đó trong cơ sở dữ liệu và click vào nút finish hoàn thành. Thì sau khi bạn click vào đây thì các bạn sẽ có được cái mô hình đối tượng được ánh xạ từ mô hình dữ liệu quan hệ SQL Server. Đây. Sau khi các bạn tạo mô hình dữ đối tượng thì lúc này các bạn có thể mở cái tập tin config ra, thông tin của việc kết nối đến cơ sở dữ liệu sẽ được lưu trữ trong cái tập tin config này. Thì các bạn thấy trong cái thẻ là connection string sẽ có thêm một cái tag s và name là đặt tên là quản lý bán sách entity. Và thuộc tính connection string sẽ thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 và database là quản lý bán sách. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ thiết kế màn hình danh mục chủ đề sách. Thì bên trái của chúng ta là một điều khiển data read view. Trong phần data các bạn thấy điều khiển data read view. Ở đây tôi đặt là data read view chủ đề. Và phần hồ sơ chi tiết chủ đề sách thì đây là những cái text box. Các nút di chuyển ở đây là của chúng ta là các cái button, điều khiển button. Chức năng đọc button, thêm, ghi, không, xóa và đóng. Đây là các cái button. Sau phần thiết kế màn hình thì chúng ta sẽ qua phần cài đặt các cái xử lý. Thì phần cài đặt xử lý chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần đầu đó là cài đặt các cái khai báo biến, các cái phương thức dùng chung. Và phần thứ hai là cài đặt các cái xử lý biến cố trên màn hình. Thì trong phần 1 là các cái khai báo biến dùng chung. Thứ nhất là chúng ta khai báo đối tượng, một đối tượng có kiểu là quản lý bán sách entity mà chúng ta đã tạo trước đó. Bước thứ hai, chúng ta sẽ khai báo biến danh sách chủ đề có kiểu là list mà các phần tử là một cái chủ đề, để sau khi chúng ta đọc các cái chủ đề từ cơ sở dữ liệu lên sẽ được lưu trữ trong cái list này. Bước thứ ba là một cái chủ đề hiện hành có kiểu là chủ đề. Và trong đây chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái biến kiểu luận lý ở đây giống như một cái cờ để phân biệt trường hợp là khi chúng ta thực hiện nút ghi. Tại vì các bạn thấy nè, khi sửa người dùng cũng có thể thực hiện ghi và khi thêm mới cũng thực hiện hay ghi. Thì lúc này chúng ta còn phân biệt khi ghi chúng ta sẽ có hai trường hợp, ghi cho thêm mới và ghi trong trường hợp sửa. Thì chúng ta sẽ dùng cái biến kiểu luận lý này hay còn gọi là một cái cờ để phân biệt. Và biến vị trí này dùng để quản lý cái vị trí hiện hành cho phép chúng ta di chuyển ở đây. Đây là các cái biến dùng chung và phương thức dùng chung. Thì ở đây chúng ta sẽ có những phương thức là gì? Phương thức đọc các cái chủ đề từ cơ sở dữ liệu, phương thức xuất các cái chủ đề là lưới data retrieve chủ đề, phương thức xuất các cái chủ đề ra cái dạng hồ sơ, dạng hồ sơ, và còn đây là xuất ra cái lưới chủ đề. Và phương thức xuất chủ đề mới trong trường hợp mà người dùng click vào nút thêm thì chúng ta sẽ xuất cái chủ đề mới, là chúng ta chỉ còn xóa rỗng. Và đây là các cái thông tin hỗ trợ cho vị trí hiện hành trên tổng số các cái chủ đề thứ mấy trên tổng số các chủ đề. Phương thức nhập hồ sơ chủ đề
Thì sau khi người dùng thêm mới hoặc là chỉnh sửa thì chúng ta sẽ cập nhật cái thông tin sau khi chỉnh sửa về lại cái chủ đề hiện hành, thì thông qua cái phương thức nhập hồ sơ chủ đề. Ngoài ra các bạn có thể xây dựng thêm các phương thức kiểm tra nhập liệu trong trường hợp kiểm tra rỗng hoặc là kiểm tra số nếu cảm thấy cần thiết thêm. Phần cài đặt các cái xử lý thứ hai là cài đặt các cái xử lý biến cố trên màn hình. Thì trước tiên là chúng ta sẽ cài đặt cái phần cho xử lý biến cố khi người dùng click vào nút lệnh đọc chủ đề, thì chúng ta sẽ gọi cái phương thức đọc chủ đề và xuất thông tin lên ra màn hình. Đọc chủ đề. Thì chúng ta thực hiện đọc các chủ đề từ cơ sở dữ liệu nha, và mình sẽ xuất ra danh sách các chủ đề, xuất ra lưới data review chủ đề và xuất hồ sơ chủ đề, là xuất ra danh sách hồ sơ chủ đề, xuất lưới và xuất hồ sơ. Thì sau khi xong, người dùng có thể chọn trong danh sách các chủ đề hiển thị trên lưới chủ đề, thì người dùng có thể chọn một cái chủ đề nào đó. Thì lúc này chúng ta sẽ xuất thông tin chủ đề đó, hồ sơ chủ đề ra bên cái thành phần hồ sơ chủ đề bên tay phải này. Thì lúc này khi người dùng click chuột trên lưới thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện dựa vào thuộc tính current row để lấy ra cái dòng hiện hành trên lưới. Sau đó các bạn sẽ xuất cái thông tin chủ đề đó của dòng đó ra phần hồ sơ chủ đề. Theo chúng ta sẽ cài đặt các lý biến cố trên các nút lệnh thêm, ghi, không và xóa. Thêm là thực tế là chúng ta sẽ gọi cái phương thức xuất hồ sơ chủ đề mới, có nghĩa là xóa rỗng các cái điều khiển trên đây, thông tin của các điều khiển trên đây. Và lúc này chúng ta dùng cái cờ này cho để đánh dấu trường hợp thêm. Thì khi người dùng click vào chức năng ghi, button ghi thì lúc này nè, chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp thêm mới, là chúng ta sẽ thực hiện thêm mới một chủ đề. Trường hợp thứ hai là trường hợp sửa, thì lúc này chúng ta không có thêm mới một chủ đề mà chúng ta chỉ cần là nhập hồ sơ chủ đề, có nghĩa là nhập thông tin sau khi sửa về trên cái chủ đề hiện hành thôi, chứ không cần thao tác là thêm cái chủ đề mới. Nên do đó trong cái phần danh sách các cái chủ đề trong cái list chủ đề thì chúng ta cũng có thêm mới chủ đề hoặc là chỉ là cập nhật lại, chỉnh sửa lại cái chủ đề hiện hành thôi. Còn chức năng không ghi thì chúng ta chỉ cần là xuất lại cái thông tin chủ đề hiện hành và gán lại cái cờ ở đây là full. Chức năng xóa thì ở đây chúng ta là sẽ ngoài cái việc xuất cái thông báo ra cho người dùng kiểm tra, thì ở đây các bạn thực hiện việc xóa bằng cách là xóa từ chủ đề, sử dụng phương thức remove và xóa từ cái list danh sách các chủ đề. Thì sau khi xóa các bạn nhớ là di chuyển cái vị trí hiện hành hay còn gọi là cái chỉ số trên cái list chủ đề này. Và bước cuối cùng là cho thực thi màn hình để kiểm tra lại các cái chức năng. Chức năng thứ nhất là đọc chủ đề, đọc danh sách các chủ đề từ cơ sở dữ liệu. Sau khi đọc các danh sách các chủ đề từ cơ sở liệu thì mình có thể là muốn có thể di chuyển đến một cái chủ đề nào đó các bạn muốn làm việc xem hoặc chỉnh sửa. Chức năng tiếp theo là chức năng thêm, dùng để thêm mới một cái chủ đề mới. Ví dụ tôi thêm là thể thao. Chủ đề là thể thao. Thì khi ghi
Thì các bạn thấy như hồi nãy trường hợp minh họa trong phần cài đặt, thì khi ghi này là chúng ta đang ghi cho trường hợp thêm thì chúng ta thực hiện thêm mới. Còn ví dụ khi người dùng chọn chủ đề và chỉnh sửa tên chủ đề chẳng hạn thì cũng ghi, nhưng mà ghi trường hợp này là ghi cho trường hợp sửa, thì chúng ta sẽ chỉnh cập nhật lại thông tin của cái chủ đề đang sửa thôi. Ví dụ đây là thêm. Còn ví dụ tôi sửa đây. À, tôi sửa này thành cây cá cảnh. Thì cũng ghi, nhưng mà trường hợp này là không thêm mới cái chủ đề này mà chỉnh sửa cái chủ đề này, cái tên chủ đề lại là cây cá cảnh. Còn chức năng xóa thì ví dụ như tôi ở đây tôi muốn chọn một cái chủ đề nào đó, ở đây tôi xóa thì tôi thực hiện việc xóa. Thì cái chủ đề đó sẽ được xóa ra khỏi danh sách. Và lưu ý cái chức năng không này là khi người dùng thêm nè, mà người dùng không ghi thì lúc này nó cũng sẽ trở về lại cái thông tin của chủ đề mà chúng ta đang làm việc. Trường hợp sửa cũng vậy, à, khi sửa mà không ghi thì chúng ta xuất ra lại thôi. Thì đây là các cái chức năng chính trong màn hình danh mục chủ đề sách. Và cuối cùng là cảm ơn các bạn đã theo dõi bài toán cập nhật chủ đề sách. Hy vọng rằng thông qua bài toán này, các bạn có thể tự cài đặt cho mình những cái chức năng thêm sửa xóa trên các màn hình của các bạn. Thì trong quá trình này, nếu các bạn có còn tư vấn hoặc hỗ trợ gì thêm từ chúng tôi thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua các kênh xã hội như Facebook hoặc các diễn đàn của ngành lập trình cơ sở dữ liệu. Địa chỉ diễn đàn của ngành lập trình cơ sở dữ liệu là forum.alphatest.edu.vn. Và cuối cùng một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.